Xin chào các bạn. Hello everybody. Today is Sunday. So this is done, I think. So now we cut it out. So we have fun. We eating today. Bánh mì. Make bánh mì thịt. Thì cái này giờ mình cắt nó ra. Yeah, I drop it now. Really? Okay. Even on night. Yeah. Oh, see. Oh, look nice, huh? Look at that. Oh, beautiful. Nice. Squeeze them out. Oh, yeah. I fall down. Oh, squeeze them out. Oh, yeah. There. Oh, yeah. Stuck in here? No, nothing. Very good. So now we eat them. That come out. Okay. Yeah. No, like that. You're nice. You're a nice. Give me the nice. Small nice. Small nice. A sweet amount. There, see? There. Okay, put it away. There now. It's good. Release it. Okay, bánh mì and there. Bánh mì and delicious, man. Very good. Not bad. Very good. Very good.
Giờ bà xã làm bánh mì. Không biết là khóc vậy. Gầy với mẹ. Ok. Cái tin bây giờ. Dạ. Anh làm giúp bây giờ pickle tôi. Làm mấy cái bếp. Giờ bơ đờ. Có sao bơ đờ không? Mai bơ đờ hà với đồ bơ mì. Đó. Bây giờ có cả lá xoài nè các bạn, bỏ lá xoài vô cho nó chua chua, nó có vị lá xoài á, cho nên có vị chua chua ngon. Yeah, good. Get some soy sauce. Okay, good. Okay. Giờ cái là tới nước tương. Lettuce. Oh yeah, some lettuce. Spinach, is it? Yeah, spinach. No, just lettuce. Okay. Này có cái loại mà mồng tơi á các bạn, không? Tơi bỏ vô ăn ngon. Mà không có. Want to heat up, heat up, but I think cold is the best. Like bánh mì in Vietnam, very cold meat. But if you want to heat up the bánh mì in the store, look, look. Good, like we did now. You can go out. What?
can go deeper. I'll put it here, take a packet. So they've been for 2 years. Huh? One day? 2 days? Mm-hmm. 2 days? All 1 day? Ngon quá. Các bạn làm thử rất ngon. Chào các bạn, chúc các bạn ngày Chủ nhật vui vẻ, ngày Chủ nhật rồi, ngày mai thứ hai. Bye. 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 Yeah.